Đây đây đây, giới thiệu với anh chị cái mic JBK02 này nè, nó hay lắm nha. Đó. Đây, mở ra là về hộp, hình thức hộp hấp thôi là anh chị đã thấy nó ngon rồi đúng không? Đó, lấy ra nè. Đó, bên ngoài một cái vỏ như vậy, bên trong một cái vỏ gì nữa. Thì đây, một bộ như vậy nha, hai cái tai micro, cái đầu thu của nó vậy nè. Đó. Mở cái đầu thu lên ha. Đó, em mặc lên em bấm giữ nè. Rồi em mở luôn cái này lên. Để em coi coi nó sáng chưa ha anh chị. Bấm một cái thôi. Rồi ok, bấm một cái thôi đúng không anh cameraman? Đúng. Rồi ok. Để em gắn vô vô ha. Em gắn vô trong cái phần mic. Đó, dặn âm thanh vừa thôi. Alo, alo. 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 1 1 2 3 4 5 6. Trời lòng gió xa cánh chim quen, mỗi nhịp bước mỗi thương chân truyền. Quá hay luôn ha anh chị. Trời ơi, cái mic nó nhìn nó rất là đẹp ha. Anh chị nhìn nè. Đó. Nguyên cái phần thân mic màu cái màu đen như vậy rất là đẹp luôn. Và đây là JBK02, giá đang được ưu đãi cực tốt luôn ha anh chị. Nhấp nghe vào giỏ hàng để biết thêm chi tiết giúp em ha. Xin chào.